CQ-88, 7 chiến đấu cơ Việt Nam đuổi tàu chiến Trung Quốc. Tên lửa bờ đối hạm Việt Nam sẵn sàng chiến đấu. Để tăng cường lực lượng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ, giữ vững chủ quyền vùng biển, hải đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, ngày 7 tháng 6 năm 1979, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập tiểu đoàn tên lửa bờ đối hải đầu tiên của Quân chủng Hải quân, mang phiên hiệu Tiểu đoàn 679, trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Vũ khí khí tài của đơn vị được các chuyên gia, sĩ quan cố vấn quân sự của Liên Xô cũ giúp đỡ cung cấp và đào tạo vận hành, trong đó có các hệ thống tên lửa có tầm phóng xa, uy lực đạn mạnh là 4K-44B Redoubler, chuyên gia phương Tây đặt mã hiệu SSC-1B Sepan, có tầm phóng vào khoảng 460 km. Trước khi xảy ra trận đánh kiên cường bảo vệ đảo Gagma, Kolin, Landau của các chiến sĩ công binh trên tàu HQ-604, HQ-605, HQ-505, tiểu đoàn tên lửa bờ đối hải 679 đã nhận được lệnh sẵn sàng cơ động chi viện Trường Sa trong khuôn khổ chiến dịch CQ-88, chủ quyền 88. Thời điểm này, toàn tiểu đoàn được lệnh chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ tăng cường lên mức cao. 100% quân số có mặt ở đơn vị, có kíp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bảo đảm 24/24 giờ thường trực. Các trận địa chính và trận địa dự bị đều sẵn sàng tiếp nhận, đưa vũ khí, khí tài và vị trí chiến đấu. Tiểu đoàn được lệnh chuẩn bị 4 cơ số đạn chiến đấu và cơ động đánh địch khi có lệnh. Công tác chuẩn bị đạn chiến đấu cho các cự ly khác nhau được tiến hành nhanh và chính xác. Các phương án chiến đấu hiệp đồng với không quân và các lữ đoàn tàu chiến được triển khai theo các phương án đã tập luyện. Tuy nhiên, chúng ta xác định rõ không mắc mưu khiêu khích của Trung Quốc, hạn chế thấp nhất khả năng đụng độ quân sự, nên các phương tiện tác chiến biển như tàu chiến, tên lửa bờ đối hạm và cả máy bay chiến đấu đều chỉ thường trực sẵn sàng chiến đấu, còn lực lượng chủ chốt thực hiện chiến dịch CQ-88 là các tàu kéo, tàu vận tải. Sau sự kiện Gagma, ngày 14 tháng 3 năm 1988, tình hình trở nên căng thẳng và khẩn trương, các lực lượng của Việt Nam nhận lệnh sẵn sàng nổ súng, đánh trả nếu quân địch tiếp tục gây hấn về quân sự. Hải quân Việt Nam xác định các hệ thống tên lửa bờ đối hạm 4K-44B Redoubler là loại phương tiện nòng cốt trong thế trận bảo vệ biển đảo. Do đó, các hệ thống tên lửa bờ đối hạm rất mạnh lúc đó là Redoubler đã được đặt vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Toàn tiểu đoàn 679 bước vào nhiệm vụ thường trực chiến đấu cao và sẵn sàng cơ động chi viện đánh địch. Từ sở chỉ huy cơ bản đến sở chỉ huy dã chiến của tiểu đoàn, từ sĩ quan cấp cao đến chiến sĩ ở các vị trí chiến đấu đều sẵn sàng tập trung theo dõi từng hành động của đối phương, phân tích, nhận định, đánh giá tình hình để sẵn sàng điều khiển, phóng các tổ hợp tên lửa đối hải khi có lệnh. Tất cả các động thái đó biểu thị sự tin tưởng, uy lực của khí tài trang bị, thể hiện trình độ tổ chức chỉ huy, tinh thần quyết tâm chiến đấu của toàn tiểu đoàn. Trong chiến dịch CQ-88, tiểu đoàn 679 luôn đảm bảo hệ số sẵn sàng chiến đấu đạt 100%, hệ thống thông tin hữu tuyến, xe ô tô bảo đảm thường trực 24/24 nhằm tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ biển đảo. Tới ngày 3 tháng 4 năm 1993, Bộ Quốc phòng nâng cấp tiểu đoàn 679 thành đoàn 679 Hải quân với vũ khí trang bị nòng cốt là các tổ hợp tên lửa bờ đối hải 4K-44B Redoubler. Ngoài lực lượng hải quân, không quân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch CQ-88 bảo vệ chủ quyền Trường Sa năm 1988, ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, hỗ trợ đắc lực cho hải quân xây dựng công trình chủ quyền và bảo vệ thành công Landau. Không quân Việt Nam xuất kích đuổi địch ở Trường Sa. Năm 1987, đứng trước tình hình hết sức căng thẳng để bảo vệ vững chắc các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, ngoài quân chủng hải quân, quân chủng không quân cũng được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ Trường Sa. Lực lượng không quân Việt Nam được giao nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chi viện cho lực lượng hải quân, thực hiện việc đóng giữ thêm các đảo đá mới, chuẩn bị sẵn sàng đánh địch nếu chúng leo thang chiến sự ở Trường Sa. Bằng mọi giá, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đảo, đá mà chúng ta đã thực thi chủ quyền. Lúc đó, lực lượng không quân đảm nhận nhiệm vụ máy bay trinh sát chụp ảnh, quan sát bằng mắt trên các đảo và vùng biển xung quanh Trường Sa, bay thả hàng bằng dù trên các đảo có diện tích rộng, tổ chức huấn luyện phi công làm nhiệm vụ bay biển xa, trinh sát chụp ảnh, chi viện cho các đảo, sử dụng không quân tiêm kích, bom cường kích hoạt động ở tầm bay tối đa, sẵn sàng đánh địch, chi viện cho lực lượng hải quân. Ngày 14 tháng 11 năm 1987, Sư đoàn 372 điều động một phi đội máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không quân Việt Nam thời bấy giờ, Su-22M của Trung đoàn 923 từ sân bay Thọ Xuân vào sân bay Phan Rang.
Từ ngày 22 tháng 11, Sư đoàn 372 bắt đầu tổ chức trực ban chiến đấu, huấn luyện bay biển cho phi công lái Su-22 tại sân bay Phan Rang. Ngoài đơn vị Su-22, một bộ phận máy bay vận tải chiến thuật An-26 cũng được cơ động vào Nam để trinh sát chụp ảnh, chở quân tiếp viện, thả dù hàng. Những phi công có nhiều giờ bay, trình độ bay cao được lựa chọn để huấn luyện bay biển xa. Những chuyến bay biển đầu tiên được tổ chức tới các đảo gần bờ. Cự ly cách bờ được tăng dần ở các chuyến bay. Lúc đầu là 100 km, 200 km và nâng dần lên 500 km. Sáng ngày 10 tháng 2 năm 1988, phi công Vũ Xuân Cương đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trên cường kích Su-22M từ Phan Rang ra Tuần Tiễu, Trường Sa. Để thực hiện chuyến bay đường dài này, máy bay đã phải lắp thêm 4 thùng dầu phụ và đến khi bay về hạ cánh an toàn, lượng dầu mỗi máy bay chỉ còn lại khoảng 700 kg, chỉ đủ bay thêm được khoảng hơn 10 phút nữa. Sau chuyến bay đầu tiên, hình ảnh máy bay của không quân ta bay qua Trường Sa cũng đã củng cố thêm quyết tâm bảo vệ chủ quyền của các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo. Những chuyến bay sau đó, các phi công máy bay chiến đấu đều cố gắng đưa máy bay xuống rất thấp. Bộ đội ngoài quần đảo nghe tiếng máy bay đã rất hân hoan phấn chấn. Trong chiến dịch CQ-88, ngay từ đầu, chủ trương của ta là chỉ sử dụng các lực lượng vận tải và công binh để thực hiện đóng quân bảo vệ chủ quyền, không để đối phương tạo cớ đánh chiếm toàn bộ quần đảo khi lực lượng của ta còn mỏng do phải căng sức trên toàn bộ tuyến biên giới phía Bắc và Tây Nam. Do đó, trong giai đoạn ban đầu, không quân tiêm kích ít khi hiện diện trên quần đảo Trường Sa. Thực hiện nhiệm vụ lúc này là các máy bay vận tải An-26 của Trung đoàn 918. Sau trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma diễn ra ngày 14 tháng 3. Trong các ngày tiếp theo, máy bay An-26 đã bay ra Koh Lin, Landao trinh sát trận địa. Ngày 30 tháng 3 năm 1988, Tư lệnh Quân chủng Không quân ra chỉ thị về việc tăng cường bay huấn luyện trên biển xa cho Su-22M nhằm nâng cao khả năng tác chiến trên biển. Đồng thời, những máy bay chiến đấu cũng được lệnh sẵn sàng yểm trợ lực lượng hải quân bảo vệ chủ quyền. Đúng một tháng sau trận đánh bảo vệ Gạc Ma, tàu ta chở theo 35 chiến sĩ công binh, 7 chiến sĩ hải quân do Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ huy được trang bị súng 12 ly 7 DKZ ra Trường Sa, quyết giành lại Landao và Gạc Ma. Trước khi đi, ta xác định được có thể xảy ra chiến sự, lực lượng của ta mỏng, trong khi Trung Quốc tàu lớn, quân đông, họ cũng quyết liệt xâm chiếm đảo của ta, nên lực lượng máy bay chiến đấu cũng được lệnh sẵn sàng yểm trợ hải quân chiến đấu. Từ 2 giờ sáng, Hải quân Việt Nam bí mật cho xuồng nhỏ và thăm dò, rồi cho người tiếp cận Landao và Gạc Ma. Tuy nhiên, ta chỉ có thể cắm cờ lên đảo Landao. Tại Gạc Ma, phía Trung Quốc đã xây nhà cấp tốc, răng lưới điện xung quanh đảo nên không tiếp cận được. Trời sáng, phát hiện ra ta cắm cờ ở Landao, Trung Quốc cho 7 tàu chiến và vô số xuồng nhỏ bao vây uy hiếp. Hải quân Việt Nam kiên quyết bám trụ, giữ đảo dù lực lượng của ta ít hơn rất nhiều. Tình hình hết sức căng thẳng, ta đã xác định sẵn sàng cho trận chiến bảo vệ đảo. Lúc này ta quyết định sử dụng không quân để trấn áp quân địch. Ngay lập tức, 7 máy bay chiến đấu của Việt Nam lập tức cất cánh ra Landao, hỗ trợ các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, xác lập chủ quyền trên bãi đá. Khi máy bay ta xuất hiện trên đầu, tàu chiến của Trung Quốc đúng như truyền thống ngàn đời cậy mạnh hiếp yếu. Ngay lập tức chúng hoảng sợ, chạy tản ra. Bộ đội ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ xây dựng công sự, bảo vệ vững chắc đảo Landao cho đến ngày hôm nay. Không thể làm gì thêm được sau khi chiếm đá Subi vào ngày 23 tháng 3, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã phải từ bỏ âm mưu đánh chiếm xâm lược quần đảo Trường Sa của ta. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.